dẫn các bạn cách vẽ móng và bu lông neo nhé. Thì các bạn vào phần cốt 00 được ạ. Đây, sửa này. Các bạn đã vào phần concrete, chọn phần footing, tích ở cái thẻ của nó. Ví dụ cái móng nhà này là 1,5 m, 1,5 m đúng không ạ? Cao 500 đi. Được. 1,5 m, 1,5 m. Được. Độ cao là âm 450 này. Còn cái này là 900. 950 này. Được chưa? Chọn cắt in place được chưa? Chúng ta lưu cái này là footing được chưa? FT nhé. Móng M1 được chưa? Vật liệu đây C300, cái bê tông này không quan trọng lắm nữa, chọn đại. Ok, bạn kích vào đây, kích vào đây, kích vào đây. Kích vào đây ra biểu tượng dấu ô vuông x được chưa? Chúng ta vào 3D xem. Thì nó đang thấp hơn so với này cốt 450 đúng không ạ? Tiếp theo là ta vào cốt 00. Chúng ta vẽ cổ móng đó, thì chúng ta sử dụng lệnh cột được nhé. Móng 400. Chúng ta sử dụng lệnh cổ móng vẫn được nhé. Ghi là 400. 400 giờ. Ghi là CT. CM cổ móng được chưa? Đã. Phần này là 450. Giờ phần này là 00. Được chưa? Cổ móng. Được chưa? Xem ok. Được chưa? Chúng ta sửa đây thôi. Được chưa? Cho vào 3D xem này. Đây được chưa? Chúng ta đã có cổ móng và cổ cột đây được chưa? Được chưa? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách vẽ bản mã chân cột luôn này. Và vẽ bu lông leo. Đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào trục A này. Là Ctrl P được chưa? Chúng ta vào trục 1 được. Đấy. Dùng Ctrl P. Chúng ta Ctrl P là nó đưa về mặt phẳng nhé. Chúng ta sử dụng tin, chúng ta sử dụng tin beam. Chúng ta sử dụng lệnh đây. Giữ Ctrl này. Đi ra đằng này đúng không ạ? Đó 200. Ta đi ra này 50 này. Ok. Xong rồi đi về đầu này bao nhiêu? 300 đúng không ạ? Đây, cái dầm bị âm chìm xuống đây đúng không? Thì chúng ta xem lại cái dầm này nó ở đâu. Cái má chân cột này.
Mã chân cột này phía trước là 250, 250 đúng không? Mình sẽ sửa lại đúng không? Mình sẽ vẽ lại nó là 250. 250. Đây chúng ta vẽ dầm này. Sang đây là 25 này. Đúng không ạ? Sang đây là 250 đúng không ạ? Chúng ta bị như này chúng ta xử lý như nào, chúng ta tạm thời chọn cái này đúng không, ta tạm thời chọn này chúng ta mua ra thôi, mua ra như này thôi để chúng ta chọn được cái này đúng không. Undo lại, ta sử dụng cái dầm này, ta vừa lại có cái bản mã này đúng không, ta loát lại đúng không, ta sửa là bảo là PL 250 nhé, được chưa? Rồi chúng ta vẽ thôi. Chúng ta cắt cái này đi, chọn cột này, cắt từ đây sang đây, dạ. Ta vẽ bold. Ta xem ở đây, trên cột nằm giữa rồi đúng không? Chân cột nằm giữa rồi đúng không ạ? Thì chúng ta các bạn biết là sao chúng ta không chọn được không? Vì chúng ta xét mặt phẳng nó đang hơi bé nên đâm ra